Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cầm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 352, Lăng nhục 2. Trong ngự thư phòng, mình đế sắc mặt xanh mét, đem một sấp tấu chương thật dày trên bàn quét xuống đất, tức giận nói: "Ngươi xem, ngươi đã dạy ra dạng nữ nhi gì? Đứa con gái tàn bạo thích ngược, ra mặt dày thế này?" người đã dạy dỗ như thế nào? Hoàng hậu bị tuyên đến ngự thư phòng, sau khi tiến vào, liền nhìn thấy sắc mặt minh đế khó coi cực kỳ, đoán rằng không phải chuyện tốt gì, lúc này xoay người nhặt lên tấu trương trên đất lật xem, đáy mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nơi này toàn bộ là tấu trương lý ngự sự của đô sát viện cùng các đại thần đưa lên, toàn bộ đều buộc tội nhị công chúa không tuân thủ nữ tắc, chẳng phân biệt được nhân luân, bức tử con vợ kế, của trách thiếp thất, bạo phạt phò mã, đủ loại hành vi phạm tội. Lời nói kịch liệt, câu câu đều ám chỉ nữ nhi đế vương vô giáo vô dưỡng, thậm chí có người trực tiếp tỏ vẻ hoài nghi năng lực đảm đương chức vị mẫu nghi thiên hạ của hoàng hậu. Ngay cả nữ nhi của mình cũng có thể dạy được đức hạnh như vậy, làm sao có thể làm từ mẫu của cả thiên hạ này. Hoàng hậu nhìn trên tấu chương chữ chữ như đao, một cỗ lạnh ý từ ngón tay truyền khắp cả người, vội vàng vứt tấu chương xuống đất. Nói với mình đế, bệ hạ, thiếp thất này không tôn trọng chủ mẫu, Lan Nhi thân là công chúa, lại là thê tử, nhất định phải lập quy củ, nếu không thì còn ai có thể tôn trọng nàng, về phần đứa con vợ kế kia, đại khái là Lan Nhi không biết, nàng nhất định không phải cố ý. Người cầm miệng cho ta, mình đế vốn đối với hoàng hậu chỉ có bốn phần tức giận, sáu phần khác, ba phần đến từ chính nhị công chúa, ba phần đến từ chính cảnh hữu thần. Nếu hoàng hậu sau khi đi vào liền quỳ xuống thừa nhận sai lầm, có lẽ cơn giận của minh đế sẽ tiêu tán rất nhiều. Nhưng lúc này hoàng hậu lại còn nói đỡ giúp cho nhị công chúa. Ông lập tức sẽ cảm thấy khó trách nhị công chúa biến thành như vậy, đều do hoàng hậu vẫn luôn nuông chiều, nuông chiều đến vô pháp vô thiên, căn bản là không có một chút dáng vẻ nữ nhi hoàng gia. Mới có thể dẫn đến tình trạng như vậy. Vì thế cơn giận đối với hoàng hậu trực tiếp tăng lên 8 phần ngươi còn ngụy biện. Vì Ngưng Tử đã mang thai gần 5 tháng, ai còn có thể nhìn không ra nàng ta không có thai chứ? Cho dù thật sự nhìn không ra, vì Ngưng Tử đau khổ cầu xin lâu như vậy, chẳng lẽ nàng ta một câu cũng không đề cập đến đứa bé trong bụng sao? Chẳng lẽ nàng ta cũng ngu xuẩn giống như nhị công chúa sao? Nhưng mà nhị công chúa, nó còn đem người ta treo ngược trên cây, trực tiếp treo người ta đến xanh non, mất đi nửa cái mạng. Treo ngược ở trên cây, Việc này cũng mệt ngươi dạy dỗ thật tốt. Biện pháp như vậy cũng có thể nghĩ ra. Hoàng hậu bị Minh đế giận dữ mắng mỏ sợ tới mức run lên, còn muốn mở miệng giải thích, nô tỳ không. Minh đế đứng ở bên cạnh bàn, một tay hung hăng vỗ vào góc bàn màu đen, nó còn ẩu đả phò mã, vào cửa ngày đầu tiên đã đem phò mã đánh cho chết đi sống lại, thiếu chút nữa đã chết rồi. Nếu không phải có người vụng trộm báo tin cho Lý lão thái quân ở Vĩnh Nghị hầu phủ, bà chạy nhanh cho người ta thỉnh ngự y đi qua hiện tại phò mã cũng đã thành một khối thi thể rồi giỏi giỏi cho một công chúa hoàng gia a quyền thế ngập trời khí phách bức người trẫm sinh không được nữ nhi biêu hãn như vậy trẫm không có nữ nhi như vậy lúc này đầy hoàng đế lửa giận ngập trời đang phát hỏa trong ngự thư phòng ngụy ninh đi theo minh đế hai mươi mấy năm rất ít khi thấy ông nổi giận như vậy có thể thấy được khi ngự sử buộc tội nhị công chúa đã dùng lời lẽ bén nhọn, khó nghe đến bực nào rồi. Phải biết rằng, ngự sử chuyên môn phụ trách giám sát triều đình, tra xét chư hầu quan lại thất trách cùng với hành vi không hợp pháp, nhị công chúa là con cháu hoàng gia cũng dưới tầm giám thị của ngự sử, cán bút của họ chính là công cụ quét sạch không khí bất lương trong triều, nghiêm cấm các loại hành vi bất lương tràn ngập trong đám quan liêu, lần này có thể đem cán bút rũi đến hoàng gia tất nhiên là chuyện của nhị công chúa ở trong triều trong toàn bộ thiên việt thành đều đã tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bất lợi xưa có hoàng đế nâng sao phi tử hiện có nhị công chúa nâng phò mã tất cả dùng để hầu hạ trên giường a ngự phượng đàn ngồi bên cửa sổ nhìn trong viện cảnh xuân tươi đẹp nghe tiểu nha hoàn ở phía trước truyền đến cười vui thanh khóe môi mang theo ý cười phi thường có ý thơ cảm thán nói sao nâng vào thời cổ tú nữ được lệnh thị tẩm sẽ được tắm rửa sạch sẽ, sau khi bị bọc lại bằng tấm vải to sẽ do các công công khiêng đến tâm cung của hoàng đế để thị tẩm. Được rồi, ngài cũng đừng cười mãi. Vân Khanh nhìn hắn ngồi trên cửa sổ, người lá gan này càng lúc càng lớn, không có việc gì liền đến chỗ nàng dạo một vòng, thật sự coi đây như là hậu hoa viên của mình rồi. Ngự phượng đàn trao trao mày, cực kỳ không tán thành nhìn Vân Khanh, nàng còn dám nói, những cây ấy đều là nàng bày ra, cảnh hữu thần như hiện tại đều là do nàng ban cho nha. Vân Khanh cũng nghe nói chuyện xảy ra ở phủ nhị công chúa, nàng ngược lại nắm rõ tất cả hơn so với lời đồn thổi bên ngoài, bởi vì lúc Thu Thủy đi ra tìm Thu Di Nương, vẻ mặt sợ hãi thuật lại tất cả sự tình, ý của Thu Thủy chính là nhị công chúa thật là quá đáng sợ, về sau nàng ta cũng không muốn trở về phủ nữa. Vân Khanh biết nhị công chúa biêu hãn, nhưng cũng không ngờ tới nhị công chúa biêu hãn đến bậc này. Đây quả thực là hình tượng người đàn bà đanh đá nhất thiên hạ A, cái này làm sao có thể trách ta chứ? Nếu không phải cảnh hữu thần nổi lên chủ ý kia, thì những việc ta làm cũng chỉ có thể giúp được thất công chúa mà thôi. Ngự phượng đàn hẹp mâu hơi truyền, trên khuôn mặt bạch ngọc xẹt qua ý cười sủng nịch, nhìn nàng ngồi trên ghế, tay cầm kim thiêu, ánh nắng ngày hè chiếu vào một bên mặt của nàng, tô thắm đôi môi hồng nhuận, Cả người như một bức tranh tú nữ động lòng người, lại làm cho người ta không dám có ý nghĩ xâm phạm. Ai, tại sao càng nhìn lại càng cảm thấy Khanh Khanh xinh đẹp chứ? Khanh Khanh nhà hắn chắc chắn sẽ không phải dạng người tranh chua như nhị công chúa rồi. Cảnh hữu thần kia cũng quá vô dụng, bị nhị công chúa chèn ép như vậy cũng không biết phản kháng, thật sự là làm mất hết mặt mũi nam nhân A. À. Ngự Phượng Đàn vừa nghĩ tới đem cảnh cảnh hữu thần cả người lõa lồ bị bọc lại khiêng đi vòng vòng ở trong công chúa phủ, hắn liền thấy vui vẻ. Vân Khanh nhìn nam tử tuấn tú như tùng, tuyệt lệ như bảo thạch trên cửa sổ, khóe miệng ý cười càng thêm nồng đậm, một đôi mắt phượng ẩn chứa ý cười, hắn muốn phản kháng cũng lực bất tòng tâm, bên người nhị công chúa toàn là cao thủ, muốn đánh cũng đánh không lại, chính là cảnh hữu thần như thế nào cũng không nghĩ ra. Hoàng hậu thoạt nhìn ung dung cùng tứ hoàng tử luôn lạnh lùng, làm sao có thể có một nữ nhi điên cuồng cùng tỷ tỷ táo bạo như vậy chứ? Ngự phượng đàn nghe thanh âm của nàng mang theo ý cười, biết tâm tình nàng không tệ, nhảy xuống cửa sổ, đi đến bên người nàng, thấy nàng đang thêu một chữ, thọ, mũi kim trong tay nàng như có sinh mệnh, từng mũi ngay ngắn trên mặt vải dần dần khắc họa thành hình, khóe môi mang theo ý cười, vân vê lọng tóc của nàng, hỏi, đang thêu cái gì? Vân Khanh cúi đầu, đang thuê đai buộc đầu cho tổ mẫu đai buộc đầu vậy tại sao ở đây còn có cái túi ngự phượng đàn lấy tay chỉ chỉ cái túi vải nhỏ bên cạnh hắn nhớ rõ đai buộc đầu không phải thêu như vậy tổ mẫu tuổi cao thường xuyên đau đầu ta tính ở trên đai buộc đầu chỗ chán thêm vào chút thảo dược để bà có thể an thần vân khanh khẽ nở nụ cười tay chợt ngừng lại đặt lên đầu gối lúc trước ở dương châu tổ mẫu thoạt nhìn như rất có tinh thần, sắc thái trẻ trung. Ai ngờ sau lần bị tạ tú linh hạ độc thủ, lại bị chuyện vô thuật chọc tức đến hôn mê, sức khỏe liền khác xa lúc trước, hiện tại đều cực ít đi ra ngoài, nhiều nhất vào lúc nàng cùng mặc ca nhi, hiên nhi đi thỉnh an, tổ mẫu còn có thể giữ vững tinh thần nhìn nàng, chọc chọc cháu trai, còn lại thì luôn trong dáng vẻ mệt mỏi. Người cũng sẽ già đi, nhớ lại vào kiếp trước, ký ức của Vân Khanh đối với vị tổ mẫu này cũng rất ít, chỉ nhớ rõ bà rất không thích mình và tạ thì, thậm chí đến phút cuối khi bị xét nhà, trong đầu Vân Khanh hơn phân nửa cũng là nghĩ về cha mẹ, lại cực ít vì tổ mẫu mà đau lòng. Này sống thêm một đời, quay đầu nhìn lại, thì ra tổ mẫu cũng không được coi như là người xấu, bà chưa từng chủ động hại nàng và nương, chẳng qua tính tình sai lệch một ít mà thôi. Ngự phượng đàn thấy thần sắc nàng đột nhiên mang theo chút mông lung bồi hồi, khuôn mặt như ngọc tàn mát ra ánh sáng ôn nhuận, ánh nắng thản nhiên bao phủ cả người vân khanh, làm cho nàng như tàn mát ra một loại cảm giác bi thương, như có như không, hắn không khỏi vươn tay phủ lên vai nàng. Bàn tay ấm áp của nam tử đặt trên vai, vân khanh từ trong hồi ức tỉnh lại, nay nàng đã rất ít khi vô tình nhớ lại chuyện kiếp trước, Tiếp này có thể đi đến bước này cũng đã khiến nàng cảm thấy thật cao hứng, nghiêng đầu, khóe môi hơi cong, dương ánh mắt nghiên cứu nhìn vào tuyệt sắc nam tử đang quan tâm mình, ánh mắt ở trên mặt hắn đánh giá, nam nhân xuất sắc như thế làm sao có thể làm cho người ta ghét chứ. Ta biết dáng vẻ ta ưa nhìn, nàng đã thích xem liền cho nàng xem thêm vài lần. Ngự Phượng đàn bị ánh mắt chấp nhất của nàng nhìn như vậy, thấy đôi phượng mâu kia sáng quắc, tỏa ra ánh hào quang bên trong như một hồ nước mùa xuân trong veo thoáng đạt, làm cho người ta nhịn không được muốn hỏa tan vào trong đó, liền phủ nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn, khom người nhìn thiếu nữ, nàng hiện tại đang câu dẫn ta nha. Ta nào có, độ nóng trong đôi mắt hẹp dài kia như khiến người khác bốc cháy, vân khanh xoay mặt qua, hai má mang theo thẹn thùng, sẵn rộng. Ngự phượng đàn từ phía sau ôm nàng vào trong ngực, chiếc cằm thon từ đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng đưa xuống, hít sâu mùi hương tỏa ra từ suối tóc kia vào trong lồng ngực, trong thanh âm trầm ấm kia dày đặc ham muốn chiếm hữu Vân Khanh, nếu như có thể, ta thật muốn hiện tại lập tức giúp nàng về nhà, để cho người khác không bao giờ có thể mơ ước tới nàng được nữa. Ngay tại lúc Vân Khanh muốn mở miệng nói câu tiếp theo, đôi mắt ngự phượng đàn tập trung vào đóa hoa phủ dung nở ngoài cửa sổ, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên một đạo lợi quang sắc bén, tia sáng như đao phong chớp mắt lướt qua nói tiếp, tứ hoàng tử, tiết quốc công bọn họ đã bắt đầu chú ý tới người đứng phía sau màn bố trí tất cả những việc này là nàng rồi. Tiết quốc công phủ, tiết quốc công, tứ hoàng tử, cùng với trưởng tử tiết quốc công tiết đông hàm, cháu trai tiết nhất nam đều ngồi ở trong thư phòng, không khí thực khẩn trương. Đây là những bản đấu chương buộc tội nhị công chúa trong nửa tháng gần đây, trong đó có không ít người là phe của tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử mượn cơ hội buộc tội hoàng hậu. Tiết quốc công sắc mặt âm lãnh nghiêm trang, nhìn nội dung sao chép từ những bản tấu trương cột bằng các dây màu khác nhau trên bàn, vẻ mặt ngưng trọng mờ miệng. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, gần nhất là vụ cảnh hữu thần, tam cuộc hôn nhân, đã đẩy hoàng hậu ngã vào vị trí khiến vạn người chú mục. Tứ hoàng tử nghe tiết quốc công nói, trong con người hắc ám lộ ra một sự cân nhắc, trong nửa năm này quả thật đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng việc này đều là xoay chung quanh một mình cảnh hữu thần. Hơn nữa hiệu quả của những việc này lúc đầu cũng không rõ ràng. Cho đến khi Nhi công chúa được gả cho cảnh hữu thần, những tác dụng ngầm mới toàn bộ đều bộc phát. Tiết Đông Hàm trong tay bưng một ly trà, ánh mắt ở những trang giấy đặt trên bàn bên cạnh Tiết Quốc Công chăm chú một hồi, chợt nhíu mày mở miệng nói, cảnh hữu thần trước sau cưới ba nữ nhân này, có phải có chút quá trùng hợp hay không? lúc các nàng được cưới vào có điểm nào giống nhau? Điểm giống nhau? Sau khi nghe nói như thế, tứ hoàng tử cúi đầu trầm tư, ánh mắt rơi xuống họa tiết long chảo bên gối trên y phục của hoàng tử, đồng tử hơi hơi co rút lại. Cảnh hữu thần ngày đó ở trong cung, Ngọc Oánh vốn là muốn hãm hại vận ninh quận quân, cuối cùng biến thành vi ngưng tử. Rồi sau đó, hắn nạp thiếp thất, là muội muội của di nương An Bá Phủ, vừa khéo cũng là người bên cạnh vận ninh quận quân. Nhị công chúa kia, ngày ấy khi nhị công chúa rơi xuống nước, vừa vặn là muốn đi giáo huấn nàng, sau đó mới không cẩn thận ngã xuống hồ nước. Tiết đông hàm từng câu từng câu nói xong, ngay sau đó đôi mắt tứ hoàng tử hơi hơi nheo lại, ánh sáng bên trong khí tức âm trầm, thật trùng hợp, nếu dựa theo lời thúc thúc đã nói. Như vậy tất cả những chuyện này đều liên quan đến thẩm vân khanh, những việc này đều do nàng sắp đặt một nữ tử như nàng có thể có năng lực như vậy hay không tiết quốc công tuy rằng cảm thấy có điểm trùng hợp nhưng cũng còn chưa cảm thấy vân khanh sẽ có loại năng lực như vậy lúc trước ngọc oánh muốn hại nàng cũng không phải nàng có thể dự liệu được đây là có chuyện xảy ra bất ngờ mà nhị công chúa muốn giao huấn nàng nàng lại không có khả năng khống chế nàng chỉ là nữ nhi một thương nhân nhỏ bé làm sao có thể chỉ huy được nhị công chúa đây cũng quá khoa trương rồi Tiết Nhất Nam ở một bên nghe thấy lời Tiết Quốc Công, trong đôi mắt ánh sáng lưu động, trên mặt lẳng lặng nặn ra một tia cười thản nhiên, chén trà trong tay tựa vào đầu món tay lạnh như băng của hắn, từ từ truyền lạnh, món tay hắn ở trên miệng chén vuốt vuốt, chậm rãi mở miệng nói, có một chuyện, ta cảm thấy nếu nói ra, trong lòng các vị chắc chắn sẽ có kết luận. Thanh âm của hắn thanh thúy như đồ sứ, lại mang theo một tia thâm trầm như khẳng định, làm cho Tiết Quốc Công khẽ nhíu mày nhi tử của đệ đệ này từ khi quay về kinh, mỗi ngày đều trọi gà chơi chó, một bộ công tử phóng đãng hôm nay hắn gọi Tiết Nhất Nam đến là muốn nhìn một chút, Tiết Nhất Nam này đến tột cùng muốn như thế nào, cứ như vậy lăn lộn bên ngoài mà qua ngày hay là có ý khác, nay nhìn hắn mở miệng, thanh âm sáng quắc, không giống như người không có chủ kiến, liền cũng muốn nghe một chút hắn sẽ nói cái gì. Vừa hay để ông có thể xem xem đưa cháu này đến tột cùng có giá trị gì khi ánh mắt của cả ba người đều tập trung lên người mình tiết nhất nam bật cười đáy mắt đen bóng như chân trâu khi ta vừa trở lại kinh thành từng nhìn thấy thẩm vân khanh từ từ lâu đối diện khách điếm nơi thu thủy cùng cảnh hữu thần xảy ra chuyện không biết là có phải có chút quá trùng hợp hay không nếu không phải là trùng hợp như vậy trước mắt có thể chứng minh ít nhất chuyện của thu thủy là nàng cố tình bày ra việc này cực ít người biết lúc này tiết quốc công Tiết Đông Hàm cùng Tứ hoàng tử nghe được chuyện Tiết Nhất Nam vừa nói, mới biết là còn xảy ra chuyện như vậy. Tiết Quốc Công rốt cuộc cũng là lão công thần, trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ cảm thấy hoài nghi, mà trong mắt Tiết Đông Hàm lại để lộ ra tia kinh ngạc, sắc mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. Tứ hoàng tử thì híp đôi mắt lại, không biết đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Lại nói tiếp, Cảnh hữu thần lúc trước là người có khả năng kế thừa tước vị vĩnh nghị hầu nhất, mà nay cảnh hữu thần bởi vì chuyện nhị công chúa, khiến cả kinh thành cười nhạo, người như vậy được lợi là ai? Tiết nhất nam thấy bọn họ còn chưa có phản ứng, ngón tay ở trên chén trà vuốt phẳng, lại tăng thêm một câu. Cảnh trầm uyên, Tiết Đông Hàm là người đầu tiên nói ra cái tên này, hắn là nghĩa huynh của Thẩm Vân Khanh. Tiết nhất nam tao nhã cười, trong ý cười là sự phong lưu vô tận, bưng lên chén trà đã lạnh, đưa tới bên môi một ngụm uống hết, dư quang đảo qua trên người tiết quốc công cùng tứ hoàng tử. Cao, thật sự là cao. Lại nói tiếp, ba cuộc hôn nhân của cảnh hữu thần nếu có thẩm vân khanh nhúng tay tham dự, chỉ sợ chỉ có mối hôn sự của tu thủy, hai cái khác, bọn họ bất quá là mượn lực đẩy thuyền, nếu nói xa hơn, lợi hại hơn một chút. Thì việc này đã sớm ở trong kế hoạch của nàng chỉ sợ tất cả mọi người đều là con cờ trên bàn cờ của nàng, dựa theo hoạch đồ của nàng mà từng bước một đi đến cục diện hôm nay. Nhị công chúa bị vạch tôi, hoàng hậu bị nghi ngờ, mình đế tức giận, lửa giận lại rời đến trên người tứ hoàng tử, trong chiều cả đảng thanh liêu cũng nảy sinh nghi ngờ hoàng hậu, bởi vậy mà bắt đầu nghi ngờ tứ hoàng tử do hoàng hậu sinh ra. Cứ như vậy, trong lúc vô tình, tứ hoàng tử phải hứng chịu một áp lực rất lớn. Thế nhưng thật kỳ quái, những chuyện mà Thẩm Vân Khanh làm này, mục đích là vì cái gì chứ? Là muốn đố y nghịch cùng Tứ hoàng tử sao? Tiết Nhất Nam cảm thấy có chút thú vị, nhưng mà, thủ đoạn như vậy, tuy rằng rất hay, nhưng cuối cùng cũng sẽ khiến Tiết gia nhân nổi lên lửa giận. Tứ hoàng tử khép lại đôi mắt cực lạnh, bên trong lộ ra vài tia hàn ý, từng tia hàn ý mảnh như sợi tơ từ trong mắt hắn dần dần lan tỏa ra toàn thân làm cho cả người hắn không khỏi tạo ra một cỗ tức giận thẩm vân khanh vì sao hết thảy đều là thẩm vân khanh làm chứ nàng làm việc này nếu như nhằm vào hắn mà đến vậy thì nguyên nhân gì khiến thẩm vân khanh làm như vậy hay là nàng sớm đã biết món đồ kia ở thẩm gia nếu thẩm gia không đem món đồ kia giao ra đây hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp hủy đi thẩm gia chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn hoàn toàn yên tâm bởi vì một khi có người phát hiện ra món đồ kia vậy con đường đế nghiệp của hắn sẽ gặp một trở ngại rất lớn hắn tuyệt đối không cho phép có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện ở phía trước nếu thẩm vân khanh đã biết được món đồ kia vì sao hắn phái người đi tìm lại tìm không thấy thậm chí hai lần gần đây phái người đi thẩm phủ đều bị người ngăn cản căn bản là không thể đi vào chẳng lẽ thẩm gia đã cùng người nào liên hợp lại không cho hắn vào đi tìm món đồ kia tứ hoàng tử ngẫm nghĩ đôi mắt càng phát ra thâm trầm đôi mắt tối tăm dần dần ám trầm giống như đêm đen làm cho người ta không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì tiết đông hàm suy nghĩ một hồi cũng đã nghĩ thông suốt tất cả những nghi vấn nhưng hắn không rõ ngước mắt hỏi nàng làm như vậy vì mục đích gì mục đích của nàng là cái gì chúng ta mặc kệ nhưng nàng chỉ là nữ nhi của một thương nhân nho nhỏ cũng dám có những hành vi như vậy cần phải trừ bỏ nàng. Tiết quốc công ngữ khí lanh lảnh, nhiễm nhiên đã ra sát lệnh, đôi mắt sáng như đuốc, trao mày. Ông không cần biết à nữ nhi thương nhân này muốn làm cái gì, ông chỉ biết, gần đây nghe được cái tên thẩm vân khanh này đều sẽ không có chuyện gì tốt. Ngọc Oánh ở đêm thất tịch bị đau đả thương, chính là vì thẩm vân khanh đã đẩy nàng đến dưới đao thích khách mới như thế. Một ả à thương nữ, dám đẩy ngoại tôn nữ của ông, quả thực là to gan lớn mật. Tiết Quốc Công bàn tay nắm chặt đứng lên, đáy mắt lộ ra một tia quyết tuyệt, ông tuyệt đối không thể để cho Thẩm Vân Khanh sống tiếp. Chương 353, Yến hội cổ quái, 1. Vân Khanh nhớ tới lời nhắc nhở của Ngự Phượng đàn, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên, mang theo một chút bình tĩnh như tất cả đã nằm trong dự liệu. Tiết Quốc Công, tứ hoàng tử, ai mà không phải là người đã từng lăn lộn trong triều chính vài năm, ngay từ đầu đã không nhận thấy được chỉ là bởi vì sự tình chưa bộc phát ra, hiệu quả nó gây ra cũng không hoàn toàn hiển lộ, nay tính cách của nhị công chúa dưới sự dự đoán của nàng lại còn ương ngạnh, bạo ngược hơn nàng nghĩ, hiệu quả tất nhiên so với kỳ vọng của nàng còn tốt hơn rất nhiều. Đợi khi bọn hắn kịp phản ứng, đương nhiên cũng biết những chuyện này khẳng định không phải đơn giản như vậy, dù thủ đoạn có cao minh tới đâu, nếu là có ý muốn cha, sẽ không thể tìm không thấy tung tích. Chẳng qua cho dù bọn họ đã biết thì sao, nay ở Kinh Thành đã bị náo đến rung trời, đã quá trễ rồi. Hiện tại bọn họ nhất định là hận nàng thấu xương, hơn nữa An Ngọc Oánh ở đêm thất tịch bị thương, sau khi trở về chắc chắn sẽ châm ngòi thị phi, không chừng hiện tại đã muốn đem nàng thiên đao vạn quả rồi. Chỉ là Vân Khanh nếu dám đi đến bước này, nàng đã biết đến hậu quả, bao gồm việc thực thi điều lệ phò mã, mỗi một bước nàng cũng đã vạch xong kế hoạch. Lúc trước bởi vì Tây Thái Hậu xuất thân rất hèn mọn, bào muội của tiên đế bị tiên đế chỉ hôn vào Hùng Gia lúc ấy là ngũ phẩm quan viên. Hùng Gia vốn muốn cưới không phải là vị công chúa không núi dựa không quyền thế, dáng vẻ cũng không phải thực xuất chúng này, bất đắc dĩ vì tiên đế chỉ hôn, chỉ đành phải cưới. Khi đó công chúa còn chưa có địa vị, vị công chúa này ở trong cung luôn bị khi dễ, tính cách yếu đuối, sau khi vào nhà chồng lại bởi vì tây thái hậu khi đó địa vị hèn mọn không có sự hậu thuẫn hùng hậu từ nhà mẹ đẻ vì thế thường xuyên bị khinh nhục sau khi nàng mang thai sinh hạ đứa nhỏ thì liền xuất huyết mà chết dù khi chết không biết có phải là do người trong hùng gia động tay chân hay không nhưng chuyện công chúa bị ức hiếp đến tâm hư khí nhược lại là sự thật mà hùng gia không thể chối bỏ minh đế vẫn ẩn nhẫn cho đến sau khi đăng cơ Chuyện đầu tiên ông làm đó là hạ chỉ xét nhà toàn bộ hùng gia, tội danh là thông đồng với địch bán nước, một quan viên ngũ phẩm, làm sao có thể thông đồng với địch bán nước thế nào, người nào cũng biết đây chẳng qua cũng chỉ là cái cớ. Minh đế là đang phát tiết nỗi tức giận lúc trước khi ông không có năng lực bảo vệ bao mũi của mình. Mà nữ nhi do công chúa sinh hạ là Hùng Yên Thải, hàm nghĩa cầu vồng, xinh đẹp, đặc sắc là huyết mạch duy nhất còn lưu lại của Hùng Phủ sau khi được minh đế ôm trở về giao cho tây thái hậu nuôi nấng hơn nữa ban cho nàng vinh dự tối cao không dựa theo quy củ mà phong làm quận chúa mà là trực tiếp xóa đi dòng họ hùng trong tên tuổi đổi thành ngự yên thải sắc phong làm quý thuận công chúa bởi vì từ nhỏ được nuôi lớn ở trong cung dưới sự ngầm đồng ý của minh đế dựa theo tuổi tác quý thuận công chúa theo thứ tự sắp xếp công chúa của minh đế xưng thành lục công chúa có chuyện này ở phía trước, hơn nữa nay lại xảy ra chuyện về thân sinh nữ nhi thất công chúa của Minh đế, loại điều lệ này Minh đế không thể nào sẽ không thông qua, lúc trước vì chuyện bào muội tuyệt đối đã khiến Minh đế ẩn ẩn trong lòng. Vân Khanh sau khi đưa ra điều lệ này, cũng cắt đứt mầm họa công chúa sau khi lập gia đình, dựa vào thế lực của phu gia phò trợ hoàng tử lên môi, một phò mã không quyền không thế, sẽ không giúp được cái gì. Cả đời này tứ hoàng tử nếu đăng cơ, kết cục của thẩm phủ cùng kiếp trước cũng không có gì khác nhau. Vậy cũng chỉ có thể khiến cho tứ hoàng tử không thể ngồi lên hoàng vị, thì kết cục của thẩm gia sẽ không dẫm lên vết xe đổ rồi. Vân Khanh đứng lên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, hoa lá trong viện lần lượt thay đổi, ánh mặt trời rừng ở phía trên, khiến từng cánh hoa càng trở nên tinh tế, từng nụ hoa ở đầu cành như muốn đem tất cả tư thái của nó bày ra trước mặt thế nhân cảnh sắc cỡ nào tươi đẹp. Ai có thể biết, những đóa hoa tươi đẹp này đều dựa vào bùn đất vần đục dưới chân nó mà sinh trường. Các nàng đều từ trong đất bùn ô bẩn sinh trường, đem những gì đẹp nhất khoe ra trước mặt. Giống như hoàng đô này, những hoàng tử hậu duệ quý tộc, ngoài mặt bọn họ hào hoa tráng lệ, sau lưng tàng ô nạp cấu, che giấu vết nhơ, trong bóng tối che giấu những âm mưu đen tối, đầy huyết tinh không muốn để người biết. Nay nàng chính là đã bước một bước đi vào một thế giới như vậy, không biết cuối cùng phải chăng cũng sẽ biến thành người như vậy, không còn có thể tìm thấy những ngày tháng tươi đẹp thiện lương, đơn thuần ngây thơ như trước kia rồi. Nhưng mà, nếu cái giá phải trả cho những thứ tốt đẹp thiện lương đơn thuần này là cả nhà diệt vong, nàng tình nguyện khiến mình cũng trở thành người như vậy, chỉ có như vậy mới có thể giữ được một đời bình an. Vân Khanh mỉm cười, Phượng Mâu ở dưới ánh mặt trời sáng lạn, Long lanh, khóe miệng như nở ra nụ hoa yêu đàm, phóng khoáng mà tịch liêu. Mùng 10 tháng 9, Ninh Quốc Công an lão thái quân đại thọ 60 tuổi, An Bá phủ đương nhiên cũng nhận được bái thiếp, mời thẩm Mậu, Tạ thị, Vân Khanh đi tham gia thọ yến. Yến hội như vậy vốn có thể không đi, Vân Khanh bình thường cũng không muốn đi, bởi vì mỗi lần đi đều sẽ xảy ra vài chuyện khiến người ta không vui. Đối với nàng mà nói, loại chuyện đi đến trước mặt người khác, cười già tạo xã giao, mặc dù là thuận buồm xuôi gió, nhưng vào lúc không cần đeo lên mặt nạ thì không mang vẫn tốt hơn. Nhưng không nghĩ tới, thọ yến này của An lão thái quân lại không bình thường, thì gia trưởng nữ Ninh Quốc công, Oánh phi vì biểu đạt hiếu tâm với tổ mẫu, thỉnh chỉ muốn tới tham gia thọ yến của tổ mẫu. Kết quả sau khi Minh đế nghe xong, nói An lão thái quân đại thọ 60, ông cũng muốn tới tham gia thọ yến. Oánh phi cao hứng liên tục tạ ơn, Hoàng đế cùng phi tử đích thân đến Ninh Quốc công phủ chúc thọ An Lão Thái Quân. Đây chính là thiên đại vinh dự, khắp kinh thành đều bị chấn động. Ngay cả Hoàng đế cũng đi, những người khác làm sao có thể không đi. Đây là một điểm, còn nữa, An Lão Thái Quân không chỉ đơn giản là mẫu thân của Ninh Quốc công, tổ mẫu An Ngọc Oánh, bà còn là mẫu thân của An Thượng Thư và An Phu Nhân, là tổ mẫu của An Tuyết Oánh. Tuy rằng quan hệ cùng An Ngọc Oánh không tốt, nhưng nhà Vân Khanh cùng nhà An Thượng Thư khi còn ở Dương Châu quan hệ cũng không tệ, mà Vân Khanh và An Tuyết Oánh lại là khuê mật tốt nhất của nhau. Vì tất cả những điểm này, Vân Khanh cũng chỉ có thể đi tham gia yến hội lần này. Bởi vì lúc trước phải rời phủ, thời gian thẩm mậu rời bến năm nay bị lùi lại, cho tới bây giờ còn chưa trở về, ông không có mặt ở trong kinh, tất nhiên là không đi được còn vân khanh cùng tạ thị vẫn phải đi tham gia thọ yến bởi vì biết lần thọ yến này minh đế cùng oánh phi cũng sẽ tham gia cho nên cũng giống như khi vào cung dự tiệc vân khanh sáng sớm liền gọi đám lưu thúy tiến vào hầu hạ hôm nay đi tham gia thọ yến không thể mặc sắc màu tố khiết vân khanh thoáng ngẫm nghĩ một chút bảo các nàng đem lên bộ y phục bằng nguyệt sắc vừa đặt làm phía dưới ở ngoài phủ một tầng vải ngắn màu đỏ nhạt lớp bên trong là chân váy dài với những đường ẩn họa tiết màu đỏ và hoa hải đường màu cam phủ qua bàn chân, bên hông thắt đai lưng màu đỏ đậm cũng thiêu hoa hải đường màu cam. Lại khoác lên áo lụa ngoài đỏ tươi, trên đầu vấn búi tóc tùy vân, cài cây châm hình chữ vạn, oan, bằng bạc điểm xuyến bằng những vụn san hô đỏ, trên tay đeo đôi hoa tay đồng dạng, cả người nhìn sơ qua cảm thấy có chút mộc mạc, nhưng nếu nhìn kỹ góc váy đỏ thẫm cùng thắt lưng bên hông đều nói lên tấm lòng chúc thọ của vân khanh nhưng cây châm lại hơi có chút mộc mạc cũng không quá lóa mắt lộ ra một nét đẹp siêu nhiên thoát tục điềm đạm làm cho mấy người lưu thúy thanh liên nhìn đến ngây người mòn mắt thầm than vân khanh đối với phương diện trang phục quả thật rất chú ý mà tạ thị ngày hôm nay cũng mặc bộ trang phục màu xanh ngọc thiêu mẫu đan áo choàng ngắn dệt kim cầm phía dưới là váy màu tím nhạt thiêu hoa văn tường vân thiên hương thạch lửu, tôn lên làn da trắng nõn của bà. Cả người thoạt nhìn so với thường ngày lại có tinh thần hơn rất nhiều, bộ trang sức bằng vàng ròng làm cả người bà toát lên khí chất thành thục, trong mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí thế phu nhân. Nương, hôm nay nương thật là đẹp mắt. Tiểu nha hoàn vén lên màn trúc, Vân Khanh lập tức mở miệng cười nói với tạ thị. Tạ thị đang chờ Vân Khanh, thấy vân khanh tiến vào ánh mắt ở trên người nàng dạo qua một vòng nữ nhi nhà mình ở phương diện ăn mặc thật sự rất có tâm tư quả nhiên không cần bà phải bận tâm liền kéo nàng đến bên người nói con a à, luôn thích trêu ghẹo nương nương mấy chục tuổi rồi làm sao còn có thể xinh đẹp chứ lý mama nghe được đối thoại của hai người vừa thu dọn đồ đạc vừa nhìn các nàng nói việc này để cho người ta nhìn thấy phu nhân cùng tiểu thư của chúng ta hai mẹ con khen ngợi lẫn nhau không biết con tưởng rằng đây là cố ý ha." Vân Khanh quay sang, nhìn Lý Mama vì cười mà nếp nhăn đầy mặt, dở miệng lên nói, "Như thế nào, Lý Mama là trách Vân Khanh không khen bà đẹp thì ra Lý Mama cũng là người thích đẹp nha." "Tiểu thư, người đừng trêu ghẹo lão nô a, à, lão nô đã từng tuổi này mà còn nói là thích trương diện, da mặt cũng không biết phải để ở chỗ nào nữa." Lý Mama làm ra bộ dáng sợ sệt, sai hồ phách đem những thứ đã chuẩn bị tốt xếp lên xe ngựa. Phu nhân, tiểu thư, thời gian cũng không còn sớm, xe ngựa đang đợi bên ngoài. Lý ma ma từ cửa xây người lại, cung kính nhắc nhở. Tạ thị gật đầu, kéo tay Vân Khanh, từ tốn mà đi ra ngoài, đến trước cửa thủy hoa, hai chiếc xe ngựa đã đợi ở cửa sau, trừ tạ thị cùng Vân Khanh đi dự tiệc, Lưu Thúy, Thanh Liên, Hồ Phách, Phỉ Thúy, Chu Sa cũng sẽ cùng đi. Chu Sa là chờ sau khi phỉ thúy kết hôn sẽ thay thế nhiệm vụ của nàng, là một nha đầu lanh lợi được phỉ thúy chọn, nay cũng để cho nàng đi theo tham dự yến hội, về sau mới có thể làm nha hoàn nắm vững cục diệt ở bên cạnh tạ thi. Hôm nay Ninh Quốc Công Phủ có thể nói là khách đến nườm nượp, quan viên trong kinh, dù chức quan lớn hay nhỏ, dù có thiệp mời hay không, đều mang theo quà tặng đến chúc thọ. Trước phủ Ninh Quốc Công cách một con đường đậu đầy các loại xe ngựa, Hạ nhân ở phía sau ôm quà tặng đi theo chủ nhân, xếp hàng chờ tiến vào phủ, thịnh yến thế này chân chính khiến người người nhìn vào đều lộ ra thần sắc hâm mộ, người đông như biển a. Vân Khanh ngồi trong xe ngựa, nghe được xa phu bên ngoài cất tiếng hô, "Phu nhân, đại tiểu thư đã đến Ninh Quốc phủ." Chỉ cảm thấy trên xe hơi hơi lay động một chút, bánh xe ngựa hoàn toàn ngừng lại, chắc là đã không còn có thể tiến lên phía trước rồi bọn nha hoàn phía sau xuống xe trước, sau đó đi tới trước xe ngựa đỡ tạ thị cùng Vân Khanh xuống xe, sau đó từ cửa phụ đi vào, mà phỉ thúy thì mang theo chu sa, sai bọn sai vặt ôm quà tặng đi đến trước cửa đăng ký, nhìn từng đống quà tặng từ một cửa khác đưa vào. Hôm nay những món quà ninh quốc công phủ thu được dù là dùng từ nhiều như nước chảy để hình dung cũng không chút nào là quá khoa trương. Vân Khanh theo tạ thị tới trước thiên sảnh nghỉ ngơi, hiện tại Thọ Yến còn chưa bắt đầu, các nàng không cần phải ngồi vào vị trí sớm như vậy. Vân Khanh vừa mới tiến vào thiên sảnh, đang tìm vị trí muốn ngồi xuống, liền nghe được bên cạnh có người kêu tên của mình, Vân Khanh khóe môi mang theo ý cười, quay đầu nhìn lại liền trông thấy An phu nhân cùng An Tuyết và anh đang cùng các phu nhân khác nói chuyện. Tạ thị nhìn đến An phu nhân, mang theo Vân Khanh đi tới. Chương 354: Yến hội cổ quái 2. An phu nhân đã lâu không gặp rồi." Tạ thị nhìn An phu nhân, ngày nay An Chi phủ biến thành An thượng thư, An phu nhân trang điểm tất nhiên cũng càng thêm quý khí hơn, so với ở Dương Châu, lại qua thêm vài động tác giơ tay nhấc chân mà để lộ ra xuân phong đắc ý. Sau khi đến kinh thành, ta vẫn muốn tới thăm hỏi An bá phủ, nhưng vì phu quân vừa đến kinh thành có rất nhiều sự tình phải xử lý, bất quá, chúng ta nhưng thật ra rất có duyên, Dương Châu, kinh thành nay cũng lại hội ngộ với nhau rồi an phu nhân cười nhìn tạ thị trước kia bà đã cảm thấy tạ thị là người có phúc khí nay càng nhìn tạ thị càng cảm thấy rất đúng vốn là gà cho một thương nhân nào ngờ thế sự biến hóa nay đã nhảy lên trở thành bá tước phu nhân còn là tam phẩm phu nhân bà nói xong ánh mắt liền dừng trên vân khanh đang đứng ở bên người tạ thị ánh mắt hơi hơi sáng lên non nửa năm không gặp vân khanh càng lớn càng xinh đẹp rồi có người khen nữ nhi của mình, làm mẫu thân làm sao không vui kia chứ. Huống chi An phu nhân cũng không phải là hư tình giả ý. Nụ cười của Tạ thị nở rộ tự nhiên hơn, bà nhìn An Tuyết Oánh, cũng cười nói, "Nào có, Tuyết Oánh nhà phu nhân mới như băng thanh ngọc khiết nhất thiên hạ, nghe nói đã kết thân, là nhà ai có phúc khí có thể cưới được người xinh đẹp thế này." An phu nhân liếc mắt nhìn nữ nhi nhà mình một cái, An Tuyết Oánh nghe được lời của Tạ thị liền cúi đầu, trên mặt là một tầng ửng đỏ biết nữ nhi đang thẹn thùng lấy cớ nói tuyết oánh con và vân khanh đến chỗ các tiểu thư kia ngồi đi đây là lúc hai vị phu nhân muốn nói chuyện riêng rồi bất qua an tuyết oánh và vân khanh đang cầu còn không được ngồi với mẫu thân cùng một chỗ nói chuyện luôn có chút không tiện cả hai liền nhìn nhau cười tìm một chỗ ngồi xuống hai người bọn họ tính tình cũng không phải là loại này thích chen chúc trong biển người lúc này chỉ nhìn thoáng qua phu nhân tiểu thư xung quanh, An Ngọc Oánh làm cháu gái của gia chủ, tự nhiên sẽ không cùng ngồi ở trong này, nhất định phải hỗ trợ tiếp đón những người khác, hơn nữa vết thương bị đau chém ngày ấy chỉ sợ cũng không thể lập tức có thể lành lặn, không biết nàng ta bây giờ có còn phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi hay không. An Tuyết Oánh cùng Vân Khanh đang ngồi là nơi đã được chọn lửa, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Vân Khanh kéo tay An Tuyết Oánh, Nhìn trên mặt nàng vẫn còn vệt ửng hồng xấu hổ, cười hỏi, vừa rồi An phu nhân nói ngươi đã đính hôn, là định với nhà nào a? À? An Tuyết oánh ngước mắt nhìn nàng một cái, lại cúi đầu, hơi ngượng ngập nói, ngươi đừng hỏi ta nữa. Nàng chớp chớp đôi mắt to xấu hổ, lông mi thật dài cùng với làn da hơi tái nhợt, làm cho An Tuyết oánh cả người thoạt nhìn như một búp bê tinh xảo bằng sứ, xinh đẹp cũng rất dễ vỡ trừ bỏ có chút tò mò đối tượng kết hôn của tuyết oánh kiếp này cùng kiếp trước có giống nhau hay không nàng còn có một sự quan tâm chân thành xuất phát từ tình bạn an tuyết oánh trời xanh tính đơn thuần lại có bệnh tim kỳ thật chính là một búp bê bằng thủy tinh cần người che chở nếu gả phải nhà hồ lang gặp được nam nhân cực phẩm cặn bã cuộc sống sau này thật khó mà tưởng tượng nổi mau nói cho ta biết rốt cuộc là định với nhà nào người cũng đừng thừa nước đục thả câu nha vân khanh kéo tay an tuyết oánh không thuận theo hỏi nàng cần biết trước là ai đi xem người này rốt cuộc có đáng tin hay không mới được an tuyết oánh cắn cắn đôi môi phấn nổn nhìn vân khanh liếc mắt một cái đáy mắt hiện lên một chút thẹn thùng quay đầu sát vào bên tai vân khanh nhỏ giọng nói ra sau đó vẻ mặt đỏ bừng nói ngươi đừng nói với người khác đó vân khanh không khỏi có chút buồn cười đây thật đúng là khi gặp chuyện của mình thì mù mờ, An Tuyết Oánh còn có chút mê muội nhìn không rõ. Thế sự, nàng mỉm cười, trêu ghẹo nhìn An Tuyết Oánh, "Việc này còn cần ta nói a, à, chỉ sợ không đến hai ngày, người nơi này đều biết hết rồi." An Tuyết Oánh xấu hổ mặt càng hồng, ngẩng đầu nhìn An phu nhân cùng Tạ thị, mắt xem hai người các bà đang nói chuyện phiếm, đôi mắt Tạ thị ngẫu nhiên còn nhìn nàng vài lần liền hiểu được hai người nhất định là đang nói về hôn sự của nàng ở kinh thành tiểu thư nhà nào đính hôn cùng ai đính hôn vốn cũng không phải chuyện bí mật gì trước khi còn chưa đưa ra quyết định các hộ gia tộc cũng đã chú ý đối tượng sau khi định xuống hôn kỳ thì mới bắt đầu tung tin cho bên ngoài đây cũng như nói cho người khác biết nam nhân cùng nữ tử này đã có hôn ước các ngươi cũng đừng hòng can thiệp vào người mới vừa rồi vân khanh nghe An tuyết bánh nói nàng không có nhiều ấn tượng lắm, là tiểu nhi tử của trì quận vương trì mặc, nàng thật ra đã gặp qua, đánh giá của những người ở kinh thành về hắn cũng không tệ, cụ thể như thế nào thì không được rõ lắm, đến lúc đó để ngự phượng đàn hỗ trợ hỏi thăm một chút, giữa nam tử và nam tử với nhau có vài thứ hắn hẳn là rõ ràng hơn. Quyết định xong, Vân Khanh cũng không hỏi lại, An Tuyết oánh ra mặt mỏng. Nếu còn hỏi nữa thì sẽ khiến nàng xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên mắt. Một lát sau, An Ngọc Oánh cùng Ninh Quốc Công Phu Nhân cũng xuất hiện, là chủ nhân của tòa phủ đệ này, các nàng cũng phải đi ra chiêu đãi khách nhân. An Ngọc Oánh hôm nay mặc áo ngoài dài màu anh thảo với ám văn lá liễu dệt kim, bên trong là váy dài xếp ly kiểu nguyệt thiêu mẫu đan xuân tú, trên đầu là búi tóc hình hoa hoa lệ, từ bên trái búi tóc mang một dây đội đầu điểm xuyến bằng những giọt lưu ly, li, những giọt thủy tinh tựa lưu ly li trải dài phần trước đầu rủ xuống chán. Hào quang phản xạ ra ánh sáng ngọc cực kỳ mỹ lệ, giống như một dòng suối xuân đang lưu động trên mái tóc, khiến mọi người đều tập trung lực chú ý đến trên người nàng ta, đáy mắt trong lòng, trong miệng đều phát ra tán thưởng. Ngọc Oánh thật đúng là mỹ mạo vô song a, à, nàng vừa tiến đến, chỉ sợ là các tiểu thư khác đều bị lu mờ. An phu nhân cười đi đến một bên, nhìn An Ngọc Oánh tán thưởng nói: chẳng qua ý tứ trong lời ngoài mặt ngược lại lộ ra một hương vị không chút hài hòa. Tuy rằng An Mộc Oánh tự cho rằng mình đã dành hết mọi chú ý, nhưng An phu nhân vừa nói như vậy, cũng khiến trong lòng các tiểu thư phu nhân khác có chút không thoải mái rồi. Vân Khanh ở một bên nghe thấy lời của An phu nhân, thầm nghĩ, chỉ sợ giữa Ninh Quốc Công phu nhân và An phu nhân đã xảy ra vấn đề. Cùng là đích tử, Ninh Quốc Công do là trưởng tử nên được kế thừa tước vị. Tài hoa của Ninh Quốc Công nghe nói là vô cùng bình thường, so với An Thượng Thư chỉ sợ kém đến vài cấp bậc. Mà Ninh Quốc Công cũng may là được sinh sớm hơn so với An Thượng Thư, hơn nữa còn cưới được một nàng dâu hiền, nhà mẹ của Ninh Quốc Công phu nhân là Tiết Quốc Công Phủ, nàng là thư nữ Tiết Gia. Có sự ủng hộ bên nhà vợ cường đại như vậy, Ninh Quốc Công mới thuận lợi đạt được thức vị này. Bản thân nhờ có năng lực xuất sắc, An Thượng Thư cũng may từng bước thăng chức dựa vào lực lượng gia tộc cùng tài hoa của mình, này cũng thành nhị phẩm hộ bộ thượng thư, tuy rằng như thế, nhưng đối với nữ nhân mà nói, rốt cuộc cũng thiếu đi chút gì đó, khó tránh khỏi việc ninh quốc công phu nhân cùng an phu nhân xảy ra mâu thuẫn, việc này ở trong đại gia tộc là tránh không được. Ninh quốc công phu nhân đã là người tiết ra thì cũng chẳng phải là quả hồng mềm, bà ta nhìn an phu nhân liếc mắt một cái, trong biểu tình mang theo một phần ngạo khí. Ngọc Oánh đặc biệt trang điểm rồi ra đây. Dù sao hôm nay là sinh thần của An Lão Thái Quân, nếu mặc quá mộc mạc thì ngược lại có chốt thất lễ rồi. Vẻ mặt của bà ta hờ hững, nhìn không chớp mắt, ra vẻ cười nói. Nhưng ánh mắt của những người đang ngồi đều tập trung đến trên người An Tuyết Oánh. An Tuyết Oánh xưa nay đều trang điểm theo phong thái tươi mát, hôm nay cũng là trước sau như một. Bên trên là đoàn y màu hồng cánh sen, phía dưới là váy cùng màu thêu cành trúc, nhưng bên hôm thắt một hoa kết ngũ sắc trên đầu cũng cải cây châm phật thủ tượng trưng cho cát tường như ý vì vậy cũng không thể xem như thất lễ cho nên an phu nhân khi nghe thấy lời của ninh quốc công phu nhân bà cũng chỉ che miệng cười cũng không phải mỗi người đều thích trang điểm lóa mắt bất quá ngọc oánh hôm nay xuất hiện như vậy không biết sức khỏe đã đỡ nhiều chưa ngày đó vào đêm thất tịch an ngọc oánh té giữa đám hắc y nhân lúc đó dáng vẻ thất thiểu chật vật vô cùng những tiểu thư thiên kim sau khi trở về, tự nhiên sẽ cùng tỉ muội cha mẹ trong nhà kể lại, cho nên người nào cũng biết An Ngọc Oánh bị chém hai đao, trong ánh mắt liền mang theo một tia tìm kiếm, không biết hai đao kia đã hồi phục chưa, hôm nay thoạt nhìn hình như đã không có chuyện gì rồi. Bị những ánh mắt kia nhìn chăm chú, nét kiêu ngạo trên mặt An Ngọc Oánh dần hóa thành một tia khó xử, dù sao tình huống ngay lúc đó thật sự rất dọa người. Nhiều hắc y nhân cầm đao chém giết như vậy, một nữ nhi chân yếu tay mềm như nàng ta, có thể không bị dọa đến đòi mạng sao? Càng miễn bản nàng ta còn bị đâm hai đao, làm sao còn có thể lo lắng đến thể diện chứ? An Ngọc Oánh đảo mắt vào bên trong, cuối cùng rơi xuống trên người Vân Khanh, trong ánh mắt lộ vẻ oán giận, đi về phía nàng. Thẩm Vân Khanh, người ả à độc phụ này, ngươi còn dám đến đây, ngày đó nếu không phải tại ngươi đẩy ta? Ta làm sao có thể trúng hai đao của thích khách chứ? Làm sao sẽ bị người khác chê cười bộ dáng chật vật ngày đó." An Ngọc Oánh đứng ở trước mặt Vân Khanh, tư thái cao ngạo nói xong, trong giọng nói lộ vẻ chỉ trích cùng oán hận, "Phảng phất cứ như sai lầm đều là của Vân Khanh, căn bản không có chút tự giác, ngày đó nếu không phải nàng ta muốn hãm hại Vân Khanh trước, Vân Khanh làm sao có thể phản kích đầy nàng ta chứ?" Nhìn loại người nực cười này, Vân Khanh ngẩng đầu nhìn nàng ta, khóe miệng chậm rãi nở ra một nụ cười, nhẹ nhàng từ tốn mở miệng, an tam tiểu thư, ta cũng không phải gấp gáp muốn tới nơi này, sở dĩ tới tham gia thọ yến, là vì nhận được thiếp mời của an lão thái quân, cho nên mới đến, nếu không phải thế, ta còn thật sự không muốn nhìn thấy ngươi đâu. Bởi vì tuyết oánh ở đây, cho nên Vân Khanh xưng hô an ngọc oánh, dựa theo thứ tự của nàng ta ở trong phủ mà gọi rồi khi an ngọc oánh đi tới sắc mặt bảo trì cực kỳ tốt những phu nhân tiểu thư khác cũng không chú ý tình huống dị thường ở bên này bởi vì an tuyết oánh ngồi ở chỗ này nàng ta lại đây cùng đường muội chào hỏi cũng là chuyện rất bình thường hơn nữa thanh âm của nàng ta tuy rằng thực kích động nhưng lại đè xuống cực kỳ thấp người không ở gần cũng sẽ không nghe thấy nhưng an tuyết oánh thì có thể nghe rõ ràng hết thảy chuyện ngày đó người khác có lẽ sẽ không biết được nhưng chỗ nàng ẩn nuốt vừa vặn có thể nghe được đối thoại bên ngoài, chuyện Vân Khanh cùng An Ngọc Oánh nói, trong lòng nàng biết được cực kỳ rõ ràng. Người trước mắt này là đường tỷ của mình, nếu không phải quá quá phận, An Tuyết Oánh bình thường cũng sẽ không mở miệng, nhưng ngày đó rõ ràng là An Ngọc Oánh chọc Vân Khanh trước, lúc này lại ở đây trách cư Vân Khanh, ngay cả nàng cũng có chút nghe không lọt dai, tam tỷ tỷ, chuyện ngày đó Tuyết Oánh cũng nhìn thấy, Vân Khanh cũng không sai xin tỷ không nên chỉ trích nàng nữa nàng không đem mọi chuyện xảy ra nói cho an lão thái quân là đã niệm tình quan hệ đường tỷ muội rồi nếu an ngọc oánh còn muốn tiếp tục khi dễ vân khanh nàng cũng không nhân nhượng nữa an ngọc oánh nhìn hai người ngồi cùng một chỗ thẩm vân khanh kéo tay an tuyết oánh một người thanh nhã cao quý một người dịu dàng tú nhu một người diễm lệ như hoa mẫu đơn mới nở một người thánh khiết như tuyết hoa Hoạt nhìn hoàn toàn bất đồng, lại có tình cảm tốt như thế. An tuyết oánh rõ ràng là đường muội của nàng ta, nhưng lại luôn cùng thẩm vân khanh ở cùng một chỗ. Nay còn giúp thẩm vân khanh nói chuyện, chỉ là một người ngoài mà thôi. Tại sao ai cũng cảm thấy thẩm vân khanh tốt chứ? Cho nên, an mọc oánh càng bộc phát tính tình. Người tránh ở dưới đài thì có thể nhìn đến cái gì? Thẩm vân khanh người này chính là khẩu Phật tâm xà. Ngươi có biết nàng ta lúc ấy đã làm cái gì sao? Nàng đẩy ta về phía đám hắc y nhân, nếu không thì ta làm sao có thể bị chém thương chứ? Chẳng lẽ ta vô duyên vô cớ nhào về phía hắc y nhân sao? An Ngọc Oánh không chút khách khí mà chỉ trích An Tuyết Oánh. Ta, An Tuyết Oánh xác thực không nhìn thấy quá trình toàn bộ sự việc, nhưng không có nghĩa là nàng không rõ đã phát sinh chuyện gì. Nàng hơi hơi ưỡn ngực, dương mắt nhìn thẳng An Ngọc Oánh, mạnh mẽ quyết đoán nói, nhưng mà ta nghe được đối thoại của các người, lúc ấy tỷ muốn trốn vào trong, hơn nữa sau đó cũng có người nói, đã nhìn thấy Vân Khanh bị rơi vào vòng vây của hắc y nhân trước, chẳng qua là may mắn được tiết ngũ công tử cứu ra mà thôi, nàng không thể nào cố ý đầy tỷ được. Nàng nói tiết ngũ công tử chính là tiết nhất nam, hắn ở tiết quốc công phủ đứng hàng thứ năm. Vân Khanh nghe an tuyết oánh vì nàng biện dài, ngón tay hơi nắm chặt lại, có thể không quản tình thân mà làm ra hành động như vậy thật khiến nàng rất cảm động. Nhưng An Tuyết Oánh dù gì cũng là người ninh quốc công phủ. Nàng không thể vì chuyện của mình mà khiến cho An Tuyết Oánh cùng An Ngọc Oánh trực tiếp nổi lên xung đột chính diện. Như vậy sẽ làm trong lòng An Phu Nhân cảm thấy không thoải mái. Đối với An Tuyết Oánh mà nói, Vân Khanh là bằng hữu tốt nhất. Nhưng đối với An Phu Nhân mà nói, Vân Khanh chỉ là một người ngoài cho nên vân khanh hợp thời mở miệng ngắt lời cuộc đối thoại đang ngày càng trở nên kịch liệt giữa hai đường tỉ muội này đem lực chú ý của an ngọc oánh trở về trên người mình khóe miệng tươi cười mang theo khinh miệt không che giấu an tam tiểu thư hành vi đê tiện tự mình làm ra thì chính ngươi rõ ràng nhất cho dù ngươi đem mọi tội lỗi đều đẩy lên người ta cũng không thể thay đổi sự thực ngày đó ngươi xuống tay đẩy ta vào vòng đao của hắc y nhân trước Thái độ bảo vệ của An Tuyết Oánh lúc đầu đã khiến cho An Ngọc Oánh sửng sốt, sau lại bị lời nói bén nhọn và nụ cười khinh miệt bên môi Vân Khanh làm cho An Ngọc Oánh không khỏi thẹn quá hóa giận. Một tay đưa về phía Vân Khanh, không ngờ rằng tay áo của nàng ta đảo qua cái bàn bên cạnh, quét ngã toàn bộ chén trà, nước từ mép bàn nhỏ xuống xiêm y của Vân Khanh. Một bàn tay vươn qua bắt được tay An Ngọc Oánh, hơn nữa dùng ngữ khí vô cùng ấy nấy mang theo ý giảng hòa nói, thầm tiểu thư, Thực vô cùng xin lỗi, Ngọc Oánh vào đêm thất tịch chịu kích thích quá lớn, mới làm ra hành vi quá khích như vậy." Vân Khanh ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Ninh Quốc công phu nhân trên mặt mang theo xin lỗi, đang lườm cảnh cáo An Ngọc Oánh, "Hôm nay là thọ yến của tổ mẫu con, con có phải là ở trên giường chưa nằm đủ, còn không mau đi chào hỏi khách khứa, ở trong này làm cái gì?" An Ngọc Oánh vừa bị Ninh Quốc công phu nhân giáo huấn, mạnh mẽ phẩy tay ra từ trong lỗ mũi ngừ lạnh một tiếng lại trừng mắt nhìn vân khanh một cái mới xoay người căm giận rời đi an tuyết oánh vừa thấy nước trà bị đổ vội vàng dùng khăn lau đi nhưng động tác rốt cuộc cũng chậm một bước chỉ thấy trên tầng áo màu đỏ nhạt của vân khanh bị nhiễm một mảng nước trà vô cùng chói mắt vậy phải làm sao bây giờ một lát nữa sẽ khai tiệc rồi an tuyết oánh dùng khăn cẩn thận xoa xoa phát hiện dấu trà dù lau sạch nhưng nước lại không khô kịp mà ninh quốc công phu nhân nhìn bóng lưng nữ nhi thở dài quay đầu nhìn quần áo vân khanh bị đổ ướt hỏi nếu không như vậy đi tú phòng trong phù vừa vặn có là một bộ xiêm y mới ta thấy hẳn là có bộ vừa tiểu thư không bằng ta cho người đi lấy một bộ để tiểu thư thay tạm như thế nào an tuyết oánh gật đầu nói ta vừa vặn cũng có xiêm y vân khanh ngươi liền thay bộ của ta đi nàng vừa nói xong trong mắt Ninh Quốc công phu nhân liền lộ ra một tia dị sắc, lập tức phản bác nói: "Tuyết Oánh, tuy rằng con và Vân Khanh tuổi tác sắp xỉ, nhưng dáng người khác nhau, chỉ sợ xiêm y của con Vân Khanh mặc vào không vừa người lắm." An Tuyết Oánh so với Vân Khanh thấp hơn chừng một tấc, lại bởi vì bị bệnh bẩm sinh cho nên thân hình luôn nhỏ bé và yếu ớt, so với Vân Khanh mà nói thì gầy hơn một ít, lý do này thật ra cũng đúng, nhưng Vân Khanh lại ngẩng đầu nhìn Ninh Quốc công phu nhân, trên mặt bà ta vẫn là nụ cười khéo léo, nói như thế cũng rất hợp lý, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy. Vì thế nàng trên mặt liền mang theo một chút ý cười, đứng lên hành lễ với ninh quốc công phu nhân nói, để cho phu nhân bận tâm, cũng may mẫu thân nói thọ yến của an lão thái quân, khẳng định người đến chúc thọ không ít, nếu lỡ như không cẩn thận dính bẩn là chuyện tránh không được liền sớm bảo người chuẩn bị tốt một bộ sim y dự phòng sự cố bất ngờ xảy ra phải đổi sim y hiện tại để trong xe ngựa rừng bên ngoài phủ ta cho nha hoàn đi lấy là được rồi ninh quốc công phu nhân vừa nghe tựa hồ có chút tiếc nuối sau đó biểu tình trên mặt lại khôi phục chấn định như ban đầu châm phượng bằng vàng cài trên đầu càng khiến đôi mắt bà ta trở nên tinh vi hơn bà ta gật đầu nói rốt cuộc cũng là đích nữ của tạ đại danh nho gia quản lý sự vụ quả thật thập phần chu đáo, như thế cũng tốt, tự mình mang quần áo so với mượn áo của người khác thì thoải mái hơn một chút, vậy tiểu thư sai nha hoàn đi lấy quần áo đi, đợi lát nữa ta cho tuyết oánh dẫn tiểu thư ra hậu viện thay quần áo. Biểu tình vừa rồi trong mắt ninh quốc công phu nhân tiết thị không thể thoát khỏi đôi mắt cơ chí của Vân Khanh, nàng hành lễ cảm tạ xong, tiết thị liền đi chỗ khác chiêu đãi khách nhân tự hồ ý định trong lòng sau khi bị Vân Khanh nhìn thấu liền từ bỏ kế hoạch ban đầu vậy. Vân Khanh ngưng mắt, trầm ngâm một hồi, kêu, Liêu Thúy, người đi ra ngoài xe ngựa lấy quần áo vào đây. Liêu Thúy gật đầu, sau đó để cho Thanh Liên đi theo phía sau Vân Khanh nửa bước không rời. Thật sự là từ chuyện trên trạng Nguyên Yến lần trước đã khiến cho Lưu Thúy không thể không mở rộng tầm mắt, những phu nhân nhà giàu có này ai cũng không phải là thứ tốt lành gì cả mà vân khanh thì đứng tại chỗ ngẫm nghĩ ninh quốc công phu nhân muốn làm cái gì bà ta ngay từ đầu chẳng lẽ đã lập kế khiến y phục của mình bị vấy bẩn sau đó lại thay nàng chuẩn bị xiêm y sao nhưng những phu nhân tiểu thư đi dự tiệc này đều là người từng trải bình thường luôn dự phòng vài bộ xiêm y để ngừa vạn nhất nhà nàng mặc dù là thương hộ nhưng tạ thị xuất thân không thấp ninh quốc công phu nhân không có khả năng không nghĩ tới điểm ấy vân khanh sẽ không cảm thấy Ninh Quốc Công Phu Nhân sẽ đối tối với mình như ngoài mặt vậy. An Ngọc Oánh là hòn ngọc quý trên tay Ninh Quốc Công Phu Nhân. Nàng ta đối với mình có bất mãn, khẳng định sẽ nói cho mẹ ruột nghe, có mẫu thân nào có thể có tấm lòng bác ái như vậy. Tuyệt không trách cứ người đối nghịch cùng với nữ nhi của mình chứ, dù là tạ thị cũng không nhất định sẽ làm được. Việc này có cổ quái. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn